Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cuộc sống 24 giờ của kênh truyền hình VTC14 và tôi là Vi Dung. Còn tôi là Thanh Huyền và xin mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Cháy rừng tại bang California, Mỹ chưa được kiểm soát do ngọn lửa quá lớn. Khoảng 80.000 người tại khu vực này buộc phải đi sơ tán. Bắt đầu từ năm học mới này, các trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ trông giữ trẻ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày. Xung quanh việc thành phố Hồ Chí Minh tự công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, khó triển khai do kế hoạch nội dung chưa có gì rõ ràng trong khi năm học mới đã cận kề. Sở hữu dàn diễn viên ít tên tuổi nhưng bộ phim Nerve, trò chơi liều mạng thu hút đông đảo khán giả do phơi bày mặt tối của mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại. Hãng tin Reuters cách đây ít giờ cho biết là một máy bay chở khách của hãng Qatar Airways, đã một trong ba hãng hàng không lớn nhất của Trung Đông, đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Thổ Nhĩ Kỳ do một động cơ bị cháy. Đại diện của Qatar Airways cho biết lửa bốc lên ở động cơ trái của máy bay Airbus A330. Chuyến bay QR240 từ Istanbul đến Doha đã phải hạ cánh khẩn xuống sân bay Atatürk ở thành phố Istanbul ngay sau khi cất cánh. Chiếc máy bay nói trên gặp sự cố khi đang trên đường tới Doha, thủ đô của Qatar. Trên máy bay có 298 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn. Được biết khi xảy ra vụ việc, tất cả các hành khách đã được sơ tán và không có thiệt hại gì về người. Các nhà chức trách bang California của Mỹ cho biết một đám cháy rừng đang lan rộng tại phía nam tiểu bang này và chưa được kiểm soát do ngọn lửa quá lớn khiến khoảng 80.000 người tại khu vực này buộc phải đi sơ tán. Theo thông tin từ hãng truyền thông địa phương, đám cháy được đặt tên là Blue Cat đã xảy ra ở hạt San Bernardino và bùng phát dữ dội khi nhiệt độ trong khu vực đạt xấp xỉ 37 độ C kèm theo gió khô thổi mạnh. Ngọn lửa đã thiêu rụi trên 3.600 hectare rừng. Được biết đây là năm thứ 5 liên tiếp California hứng chịu hạn hán và nắng nóng khắc nghiệt. Ít nhất 700 lính cứu hỏa, hàng chục xe chữa cháy và máy bay trực thăng chở theo vật liệu dập lửa đã được điều động. Tuy nhiên ngọn lửa hiện tại vẫn chưa được kiểm soát. Các nhà chức trách cho biết ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà và buộc hơn 80.000 người phải đi sơ tán. Trước đó, thống đốc bang California đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở hạt San Bernardino. Các nhà chức trách Italia cũng vừa cho biết là có gần 250 người di cư đã được một tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cứu sống trên một chiếc thuyền gỗ chở những người tị nạn bị đâm trên Địa Trung Hải. Các nhà chức trách Italy cho biết 246 người di cư này đang đi trên một chiếc thuyền gỗ trên biển Địa Trung Hải và con tàu đã bị chìm. Trong số những người được cứu bao gồm có cả trẻ em. Họ đã được chuyển lên một chiếc tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy và đã được đưa vào đất liền trong tình trạng an toàn. Trước đó vào tháng 6 vừa qua, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cũng cứu hơn 1.300 người di cư trong 11 đợt hoạt động cứu hộ. Bộ Nội vụ Italy cho biết tổng cộng có hơn 70.000 người tị nạn đã tới nước này trong khoảng thời gian từ tháng 1 cho tới tháng 6, tức là gần bằng con số của cùng kỳ năm 2015 và cao hơn một chút so với năm 2014. Hãng tin Reuters cách đây ít giờ cho biết chính phủ nước Anh đã khẳng định là sẽ áp một mức thuế lên các loại đường có ở nước ngọt trong 2 năm tới nhằm giải quyết tình trạng khủng hoảng béo phì ngày càng tăng. Theo đó, chính phủ Anh đã xác nhận kế hoạch này và cho biết việc đánh thuế đường trong thức uống được áp dụng cho các công ty dựa trên lượng đường có trong thức uống đó. Theo đó, thì thuế sẽ áp dụng cho đồ uống có tổng hàm lượng đường trên 5g trên 100ml. Bộ trưởng Tài chính Anh hy vọng việc đánh thuế đường sẽ giúp các nhà sản xuất giảm lượng đường trong các loại đồ uống của mình, đồng thời giảm lượng tiêu thụ nước ngọt của người tiêu dùng. Ước tính, loại thuế này sẽ lên đến khoảng 500 triệu bảng Anh, tức là hơn 700 triệu đô la Mỹ hàng năm. Và số tiền thuế thu được sẽ sử dụng cho các hoạt động thúc đẩy tập luyện thể thao trong học đường. Tối ngày hôm qua 18 tháng 8, cơ quan điều tra công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án giết người tại trụ sở tỉnh ủy tỉnh này vào sáng cùng ngày. Theo đó, thì tuy nghi phạm đã chết sau khi gây án, nhưng do vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nên là công an tỉnh Yên Bái quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ việc.
Được biết, trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành lệnh khám xét nhà ở và nơi làm việc của đối tượng Minh để tìm các chứng cứ, tài liệu liên quan. Trước đó, 14 giờ 20 phút chiều ngày 18 tháng 8, tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo vụ việc Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái bị bắn chết. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thay mặt lãnh đạo tỉnh thông tin một số nội dung về vụ việc. Theo chương trình làm việc sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ hai dự kiến khai mạc lúc 8 giờ, nhưng riêng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ có mặt sớm hơn lúc 7 giờ 45 phút để chuẩn bị cho việc khai mạc kỳ họp. Trước lúc khai mạc khoảng 7 giờ, ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh đi vào trụ sở tỉnh ủy, dùng súng K-59 đi đến phòng làm việc bắn bí thư tỉnh ủy. Tiếp đó, ông Minh đi đến phòng làm việc của ông Tuấn cách đó 150m và bắn ông Tuấn. Ngay sau đó, ông Minh dùng súng tự sát tại phòng làm việc của ông Tuấn. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cả ba đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Nhiều cuộc điện đàm cũng đã được thực hiện tới các chuyên gia hàng đầu ngành y của cả nước để xin ý kiến. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, hai lãnh đạo tỉnh đã tử vong. Đến 15 giờ 26 phút, đến lượt nghi phạm Đỗ Cường Minh cũng tử vong. Những ngày qua, thì dịch sốt xuất huyết tại các tỉnh Tây Nguyên đang diễn biến hết sức phức tạp, với số lượng ca mắc bệnh tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Và hiện tại thì các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh không chỉ trong tình trạng quá tải về cơ sở vật chất, mà còn là quá tải với đội ngũ bác sĩ điều trị. Tuy nhiên theo dự báo thì thời điểm này vẫn chưa phải là đỉnh điểm của sốt xuất huyết. Nếu như mà không có các giải pháp chủ động phòng tránh thì sẽ là áp lực rất lớn của ngành y tế. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại tỉnh Đắk Lắk. Khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Hành lang, gặp cầu thang hoặc bất cứ nơi nào còn chỗ trống đều trở thành giường bệnh. Những ngày qua, đơn vị này phải gồng mình để điều trị cho các bệnh nhân sốt xuất huyết. Anh Nguyễn Đức Sinh nhập viện đã 6 ngày nay. Tuy sức khỏe tiến triển tốt nhưng vẫn chưa thể đi đứng bình thường trở lại. Hai người một giường, chật chội, nhưng theo anh, có giường nằm đã là may mắn. Khi được hỏi về sốt xuất huyết, anh không nghĩ là mình bị bệnh, cũng như không biết gì về cách phòng bệnh. Nghe cũng sợ chứ mà cũng biết cái gì đâu mà phòng bệnh. Thì nhiều người nói khi mà sốt xuất huyết là đầu nó nhức, nên gì trong đó lắm mà mình lên thì thấy nó cũng bình thường, tưởng nó sốt cảm thôi, cũng ở nhà mới 3 ngày. Chứ nếu mà biết vậy thì đi sớm như nào ở nhà thì 3 ngày. Khoa nhiễm có 30 giường bệnh, 5 bác sĩ, nhưng phải điều trị cho hơn 250 bệnh nhân nội trú. Con số này tăng cao gấp chục lần so với trước đó. Còn tại khoa nhi tổng hợp cũng trong tình trạng tương tự. Mỗi ngày có khoảng 10 đến 14 bệnh nhân mới nhập viện, khiến cho đơn vị này quá tải đến 300%. Trẻ lớn thì 3 bệnh nhân một giường, trẻ nhỏ thì 4 bệnh nhân. Nhiều trẻ không còn giường nằm, phải trải chiếu nằm dưới sàn. Thế nhưng chỗ kê thêm cũng không còn. Không chỉ thiếu giường bệnh, các bác sĩ cũng đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Trong 2 tháng gần đây thì gần như là cường độ làm việc tăng lên rất nhiều, trực xong vẫn phải ở lại làm việc để đảm bảo công việc, có nghĩa là cường độ làm việc tăng gấp khoảng 250 đến 300%, kể cả thời gian vẫn lẫn cường độ làm việc. Và bởi vì là dịch bệnh nên là có nhiều anh chị em trong nhân viên lây bệnh từ bệnh nhân, nên là cũng bị mắc cái nhiễm khuẩn hô hấp hoặc là mắc sốt xuất huyết. Thế và bây giờ thì chúng tôi đang có rất là nhiều vấn đề khó khăn về mặt nhân lực cũng như là về cơ sở vật chất. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có đến 4.500 bệnh nhân nhiễm sốt xuất huyết. Dịch bệnh xuất hiện tại 150 trên 184 xã phường của địa phương này. Ngành y tế đang phải huy động tối đa nhân vật lực để ứng phó. Bệnh nhân đột biến mà tăng như vậy, mà trong bệnh viện quá tải toàn diện, các khoa khác cũng quá tải, mà đặc biệt là khoa nhiễm quá tải. Thì chúng tôi khắc phục các biện pháp tạm thời, tức là triển khai tất cả các cơ sở thu gom lại để có thể chứa bệnh nhân được. Cơ sở nào có thể sửa sang được hoặc là tối thiểu để cho bệnh nhân nằm theo kiểu dã chiến để mà đáp ứng với cái nhu cầu đó. Rồi cũng điều tiết thêm nhân lực ở một vài khoa tới, cũng là bất đắc dĩ và các khoa khác cũng thiếu để tình hình hết cái căng thẳng. Theo dự báo, dịch sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp khi thời điểm này chưa phải là đỉnh của dịch. Và có một thực tế đáng báo động là hầu hết người bệnh và thân nhân khi được hỏi về sốt xuất huyết đều không biết về cách phòng tránh và cho rằng dịch thì phải chịu. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân chính khiến sốt xuất huyết nghiêm trọng thời gian vừa qua.
Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện ổ dịch nguy hiểm tại tổ 10 ấp 1, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Đây là khu vực đông dân cư có nhiều sân vườn, nơi chăn nuôi gia súc nên là dễ đọng nước và chứa loang quang. Được phát hiện từ cuối tháng 7 đến ngày 12 tháng 8, tại ổ dịch này đã ghi nhận 5 ca sốt xuất huyết, trong đó 1 ca đã tử vong. Trong khi đó, theo Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đang có chiều hướng gia tăng. Tháng 7 có đến 875 ca sốt xuất huyết nhập viện, trong khi tháng 5 và tháng 6 lần lượt là 616 và 527. Còn tính từ đầu năm 2016 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận 3 ca tử vong do sốt xuất huyết. Theo nhận định của Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát vào tháng 9 và tháng 10 vì đây là thời điểm mưa nhiều. Lo ngại hơn là qua giám sát có gần 11.000 điểm nguy cơ sốt xuất huyết ngoài cộng đồng. Mới đây, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện có đến 3.450 điểm nguy cơ có loang quang, 700 điểm nguy cơ mới phát sinh. Vùng nguy cơ cao về sốt xuất huyết tập trung chủ yếu ở quận Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn. Thay vì lo lắng không ai trông con sau khi hết giờ giữ trẻ ở các trường mầm non, thì bắt đầu từ năm học mới này, các bậc phụ huynh có thể yên tâm hơn khi các trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kéo dài thời gian giữ trẻ đến 17:30 phút hàng ngày thay vì 16 giờ như trước đây. Cụ thể là trước đây thời gian giữ trẻ của các đa số trường mầm non công lập và tư thục chỉ đến 16 giờ, không phù hợp với thời gian làm việc theo ca kíp của công nhân. Nhiều công nhân buộc lòng gửi con ở các nhóm trẻ tư nhân dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Việc điều chỉnh giờ giấc giữ trẻ đến 17:30 phút, thậm chí là giữ trẻ cả thứ bảy nhằm tạo điều kiện cho công nhân yên tâm làm việc, thuận lợi hơn khi chăm sóc trẻ. Trước mắt điều chỉnh này sẽ được thí điểm tại một số trường mầm non thuộc các khu công nghiệp ở quận Bình Tân, Thủ Đức. Nếu hiệu quả sẽ áp dụng đại trà tại các quận huyện. Việc tìm hướng đi với bản sắc riêng biệt, những bài thuốc phương pháp chữa bệnh do chính các bác sĩ đông y nghiên cứu tìm tòi đã và đang là vấn đề trăn trở của y học cổ truyền Việt Nam. Thông điệp này được đưa ra trong buổi lễ meeting kỷ niệm 70 năm thành lập Trung ương Hội Đông y Việt Nam. Trong 70 năm qua, y học cổ truyền Việt Nam với những thầy thuốc ưu tú nhất là thành viên của Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tựu. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những người thầy thuốc giỏi của Hội Đông y đã chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của chiến sĩ và người dân, đặc biệt là hoạt động sơ cứu, cầm máu cho bộ đội. Cùng với đó, lực lượng bác sĩ Đông y đã tìm ra không ít cây thuốc quý trong chiến trường. Trong đó đáng kể nhất là phát hiện ra cây sâm trên núi Ngọc Linh. Hiện nay, Trung ương Hội Đông y Việt Nam đang là đơn vị tiên phong trong việc giữ gìn, phát huy những bài thuốc y học cổ truyền của dân tộc. Chữa bệnh bằng các phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, không cần dùng đến thuốc. Cùng với đó, những thầy thuốc ưu tú trong hội cũng tổ chức nuôi trồng, thu hái và bào chế thuốc để sử dụng, có kế hoạch bảo tồn nguồn dược liệu trong nước. Hội Đông y là nơi giáo dục y đức, y thuật cho những người hành nghề đông y, đông dược, mang hết tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Sau hai lần tổ chức thành công sự kiện Coco Bay Đà Nẵng Barefoot Run 2016, đôi chân trần trên biển Đà Nẵng 2016 sẽ trở lại với người dân Đà Nẵng vào cuối tháng 8 này. Một sự kiện hứa hẹn đem lại những hoạt động đặc sắc, hấp dẫn nhằm tăng cường ý thức người dân về bảo vệ môi trường. Theo đó, đôi chân trần trên biển Đà Nẵng 2016 là một hoạt động thể thao, vừa là hoạt động cộng đồng ý nghĩa nhằm tuyên truyền làm sạch bãi biển, khuyến khích mọi người hướng tới lối sống khỏe mạnh, tạo sự gắn kết cộng đồng. Sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 15 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2016 tại khu vực bãi biển Nam An Retreat, đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, sự kiện chạy chân trần là hoạt động mở màn cho Coco Fest 2016, chuỗi sự kiện âm nhạc, giải trí, thể thao, ẩm thực được tổ chức tại Coco Bay Đà Nẵng xuyên suốt 2 ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2016. Đây sẽ là lần đầu tiên tại Đà Nẵng diễn ra sự kiện âm nhạc quy tụ các ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Một lễ hội hấp dẫn sẽ dành cho các bạn nhỏ tại thủ đô Hà Nội trong dịp Tết Trung Thu này. Vào ngày 4 tháng 9 tới đây, tại Nhà Thái học Văn miếu Quốc tử Giám Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ hội mặt nạ Trung Thu dành cho các em thiếu nhi với nhiều chương trình hấp dẫn.
Theo đó, chương trình với chủ đề Thằng Bờm có cái quạt mo, một nhân vật quen thuộc với văn hóa dân gian Việt Nam, các em nhỏ tham dự chương trình có thể tự tay sáng tạo nên chiếc mặt nạ cho riêng mình, tham gia các trò chơi và trải nghiệm nghệ thuật. Ở chương trình năm nay, Thằng Bờm, một nhân vật quen thuộc với văn hóa Việt, sẽ cùng các em nhỏ hai miền tham gia rước hội đêm rằm. Đặc biệt, lần đầu tiên những chiếc mặt nạ châu Phi sẽ được giới thiệu trong không gian trải nghiệm của chương trình Lễ hội mặt nạ. Qua đó tạo nên sự giao lưu văn hóa thú vị, những cách tiếp cận mới với các hình thức tạo hình khác biệt trong văn hóa từng khu vực. Kết thúc hoạt động trải nghiệm, các bé có thể mang những tác phẩm do mình sáng tạo về nhà vui Tết Trung Thu. Ban tổ chức sẽ mang những chiếc mặt nạ do các bé, các bạn sinh viên và họa sĩ vẽ tặng các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương vui Trung Thu. Đồng thời, một mô hình thu nhỏ lễ hội mặt nạ sẽ được mang đến với các bạn nhỏ trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn. Tối qua tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra triển lãm giới thiệu 12 dòng tranh dân gian tiêu biểu Việt Nam của nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa, giám đốc Bảo tàng Gốm Sứ Hà Nội. Buổi triển lãm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu mến dòng tranh dân gian và đây cũng là hoạt động góp phần lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Buổi triển lãm giúp công chúng yêu nghệ thuật dân tộc chiêm ngưỡng những dòng tranh nổi tiếng của Việt Nam. Trong đó có các dòng tranh ít được biết tới hoặc đã thất truyền. Bên cạnh đó, triển lãm kết hợp giới thiệu bộ sưu tập tranh dân gian của Bảo tàng Hà Nội như tranh và ván in tranh hàng trống, tranh thờ người Dao, tượng Phật cổ, kết hợp với hoạt động trình diễn vẽ tranh dân gian dành cho khách tham quan tại khu vực trưng bày. Trong tương lai, tôi muốn là không phải là chỉ phục dựng lại một dòng tranh Kim Hoàng mà tôi muốn là tạo ra một cái phòng tranh, những cái dòng tranh dân gian hiện đại. Tranh dân gian thì thường là sẽ phải dùng cho đại chúng, có nghĩa là cái giá nó phải tương đối rẻ. Triển lãm được khai mạc nhằm giới thiệu với đông đảo nhân dân thủ đô Hà Nội và khách quốc tế nét độc đáo của dòng tranh dân gian Việt Nam, góp phần bảo vệ, giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc. Ngay bây giờ sẽ là phần điểm báo sáng nay của chúng tôi và chúng ta sẽ cùng điểm qua những bài viết đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo ra sáng nay. Nhiều chuyên gia kinh tế, chuyên gia thương mại cũng như là các luật sư cho rằng hành vi nâng tỷ lệ ăn chia của chủ hệ thống rạp CGV là cạnh tranh không lành mạnh và vi phạm luật cạnh tranh của Việt Nam. Trên trang 18 của báo Thanh Niên có bài viết CGV bị tố chèn ép. Câu chuyện đả nữ Ngô Thanh Vân, đạo diễn nhà sản xuất bật khóc trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Tấm Cám chuyện chưa kể khi phim phải rút ra khỏi hệ thống 34 rạp chiếm 40% thị phần của CGV Hàn Quốc là giọt nước tràn ly. Lý do nhà sản xuất và nhà phát hành phim không thống nhất được tỷ lệ ăn chia doanh thu, cụ thể trong khi nhà sản xuất đề nghị tỷ lệ ăn chia với chủ rạp theo thông lệ là 50-50 như tại các rạp khác thì CGV đòi hưởng tỷ lệ cao lên tới 55%. Nhà sản xuất MV Thái Bá Dũng cho biết, thường thì doanh thu giữa chủ rạp và nhà sản xuất phim là 50-50. Trong khi đó thì CGV lại gây sức ép cho Tấm Cám chuyện chưa kể với tỷ lệ là 55-60, 65-70/100 cho tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4 tính từ khi phát hành, trong khi nhà sản xuất phim chỉ mong nhận được 50-50. Ca sĩ Thủy Tiên, nhà sản xuất phim Vợ ơi em ở đâu có than thở. Tỷ lệ ăn chia 55-45 đối với phim Tấm Cám chuyện chưa kể là đã được ưu ái, chứ như phim của tôi thì CGV đòi lấy tỷ lệ cao hơn mức 55% nhiều, nên là cuối cùng thì phim đã không được chiếu ở hệ thống rạp của CGV. Luật sư Châu Huy Quang, hãng luật sư Zaha & Tran LCT có phân tích, nếu như tỷ lệ ăn chia lợi nhuận thông thường đối với các bộ phim được công chiếu tại các hệ thống rạp khác thấp hơn, chẳng hạn thông thường hệ thống rạp hưởng 45%, thì việc CGV áp đặt một tỷ lệ cao đột biến đó là 55% thì có thể là có dấu hiệu của hành vi áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong việc cạnh tranh. Trang 6 của báo Hà Nội mới đăng tải bài viết thẩm tra các dự án luật có tình trạng chạy theo cơ quan soạn thảo. Trong các tháng cuối năm 2016, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 dự án luật, cho ý kiến đối với 14 dự án luật khác. Làm thế nào để khắc phục điệp khúc dự án luật đưa vào lại rút ra vì không chuẩn bị kịp, nhiều sạn là trăn trở của nhiều người. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Thị Dung, để thẩm tra tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật của các dự án luật trình Quốc hội, nhiều khi Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phải chạy theo cơ quan soạn thảo dự án luật để tìm xem dự án đang ở đâu và đến giai đoạn nào rồi. Thực tế cho thấy là ngay khâu đầu tiên trong quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật thường đã không đúng tiến độ nên ảnh hưởng đến những khâu sau.
Trong chương trình tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14 vừa diễn ra, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ghi nhận khá nhiều ý kiến cử tri không đồng tình khi một số đạo luật chưa phản ánh sát yêu cầu cuộc sống, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật ban hành chậm, một số dự án không đảm bảo tiến độ, chất lượng còn hạn chế. Chương trình xây dựng luật pháp lệnh phải điều chỉnh nhiều lần, công tác phối hợp giữa các cơ quan còn chưa chặt chẽ. Khu công nghiệp Nam Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hàng nghìn lao động có nguy cơ mất việc vì 40 mét dây điện. Sự việc này xảy ra khi mà công ty cổ phần đầu tư Minh Hòa có địa chỉ tại lô đất B2-4-4 khu công nghiệp Nam Thăng Long, Hà Nội gặp sự cố trạm biến áp và buộc phải xây gấp trạm biến áp mới để phục vụ sản xuất. Song nhà đầu tư hạ tầng của khu công nghiệp là công ty cổ phần phát triển hạ tầng Hiệp hội Công thương Hà Nội lại gây khó dễ, ngăn cản, khiến cho công ty Minh Hòa thiệt hại khi sản xuất đình trệ, hàng nghìn lao động có nguy cơ bị mất việc. Công ty cổ phần đầu tư Minh Hòa hoạt động tại khu công nghiệp Nam Thăng Long đã hơn 10 năm, theo hình thức thuê đất 50 năm tại cụm công nghiệp, với ngành nghề sản xuất là các loại van vòi, vật tư linh kiện ngành nước. Để đi vào hoạt động từ năm 2004, công ty Minh Hòa đã phải tự liên hệ với Điện lực Từ Liêm, công ty nước sạch Từ Liêm và một loạt các nhà cung cấp khác để được cấp điện nước sạch cho hoạt động của nhà máy, không trông chờ vào sự hỗ trợ của doanh nghiệp phát triển hạ tầng. Ở đây đó chính là công ty phát triển hạ tầng Hiệp hội Công thương Hà Nội là chủ đầu tư cụm công nghiệp Nam Thăng Long. Sau khi sự việc ngăn cản thi công đường điện xảy ra, công ty Minh Hòa đã có văn bản đề nghị với công ty cổ phần phát triển hạ tầng tạo điều kiện hỗ trợ công ty điện lực Bắc Từ Liêm đào giải tuyến cáp ngầm nói trên để đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động. Công ty điện lực Bắc Từ Liêm có trách nhiệm sẽ hoàn trả mặt bằng sau khi thi công đúng yêu cầu kỹ thuật như hiện trạng ban đầu. Trả lời với văn bản này thì công ty cổ phần phát triển hạ tầng còn dọa là ngừng tất cả các dịch vụ cấp nước sạch, xử lý nước thải và kiến nghị với các bên ngừng cấp điện, rút giấy chứng nhận đầu tư và sẽ thanh lý hợp đồng thuê đất. Cách xử lý như trên rõ ràng là khó chấp nhận và gây phương hại đến hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp. Trên trang 7 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải bài viết Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phải xóa tua nghèo, giảm chèo kéo. Bài viết là tổng hợp những ý kiến của bạn đọc đưa ra đề xuất nhằm phát triển du lịch thành phố. Hướng dẫn viên Trương Văn Hiệp, công ty du lịch Việt Nam Travel cho rằng hơn 20 năm làm hướng dẫn viên du lịch, tôi nhận thấy có hai vấn đề khiến khách du lịch không muốn quay trở lại. Một là du lịch nghèo, hai là tình trạng chèo kéo khách của những người bán hàng rong. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh có lịch sử hơn 300 năm, có tuồng cải lương, có đờn ca tài tử, nhưng tôi chưa thấy thiết kế được tour du lịch nào thật sự đặc sắc. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có địa đạo Củ Chi, hội trường Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà. Về tình trạng móc túi, chèo kéo khách du lịch, cần lập lực lượng cảnh sát du lịch giống như ở Đà Nẵng, lập đường dây nóng dành riêng cho khách du lịch, ngắn gọn thôi để dễ nhớ, dễ gọi. Thực tế hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi khách mất điện thoại hay gặp tình huống khẩn, tôi không biết gọi vào đâu. Ngoài ra thì hướng dẫn viên Võ Thị Ngọc ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh nên có một website ẩm thực dành riêng cho khách du lịch lựa chọn điểm đến. Đó phải là một website uy tín, hình ảnh thật, nội dung thật, chất lượng thật, giá cả thật và có cập nhật thường xuyên, có phần bình luận để du khách nhận xét, góp ý về điểm đến. Hôm nay ngày 19 tháng 8, ngày cuối cùng thí sinh trúng tuyển nộp giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông cho các trường đại học để xác nhận việc nhập học của mình. Nhưng mà tính đến chiều ngày hôm qua thì vẫn chưa có trường đại học nào có số thí sinh xác nhận nhập học đủ chỉ tiêu. Nhiều trường cho biết sẽ phải tuyển bổ sung dù đã khống chế ảo bằng cách gọi vượt chỉ tiêu, nhưng số lượng thí sinh xác nhận nhập học vẫn ít hơn hẳn so với dự đoán. Trong khi đó, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng mới có khoảng 60% thí sinh xác nhận nguyện vọng nhập học. Đến chiều ngày hôm qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã có 3.500 thí sinh xác nhận nhập học, trong đó thì có 4.500 chỉ tiêu. Lãnh đạo nhà trường cho biết là sẽ xét tuyển bổ sung đợt 1 thêm 50 chỉ tiêu ngành Logistics hệ Đại trà vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép và 2 ngành hệ đào tạo chất lượng cao tiếng Anh. Một bất cập khác với nhiều trường trong đợt xét tuyển năm nay đó là thời hạn công bố điểm chuẩn của khối trường công an, quân đội chậm hơn các trường đại học dân sự nói chung. Nên cho đến trước ngày 17 tháng 8 thì nhiều thí sinh điểm cao vẫn chưa xác định sẽ trúng tuyển vào theo học ngành nào, trường nào, khối dân sự hay là quân sự. Không chỉ với các trường có lượng thí sinh xác nhận việc nhập học thấp mới lo lắng, một số trường có tỷ lệ xác nhận nhập học cao thì vẫn không chắc chắn là trường có phải tiếp tục tuyển nguyện vọng bổ sung hay không. Một thông tin tiếp theo cũng liên quan tới việc giáo dục đại học. Tự chủ đại học vướng vì bình mới rượu cũ.
Trước thềm năm học mới thì các câu chuyện về tự chủ đại học đang được nhiều người quan tâm, là chủ trương lớn và được nhiều người kỳ vọng nhằm tạo ra sự thay đổi, nhưng thực tế thì triển khai rất ỉ ạch bởi bình thì mới mà rượu vẫn cũ. Ông Tiến sĩ Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội cho biết những khó khăn vướng mắc của các trường tự chủ như là về bổ nhiệm nhân sự. Trong quyết định thành lập, trường vẫn quy định Bộ Công Thương chịu trách nhiệm bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ đầu. Bộ cũng công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng vẫn do Tập đoàn Dệt may Việt Nam bổ nhiệm. Về lương, quy định hiện nay là các trường vẫn phải thực hiện về lương mềm, không được quá 2 lần lương cứng. Như thế thì khó thu hút được người tài về giảng dạy tại các trường. Cụ thể hơn về khó khăn của các trường, ông Hiệp chia sẻ câu chuyện đi làm con dấu. Trước khi đến Công an thành phố Hà Nội làm con dấu, chúng tôi đã được các chuyên viên ở văn phòng chính phủ khuyến cáo sẽ rất có thể không được làm. Và đúng như dự đoán thì Công an thành phố Hà Nội không cấp con dấu cho trường vì không biết là thuộc bộ nào. Trong khi đó thì quy định hiện nay đối với các trường, vành ngoài con dấu là bộ chủ quản, vành trong là tên trường. Trường làm đơn gửi tập đoàn Dệt may, rồi tập đoàn lại chuyển lên văn phòng chính phủ và chuyện làm con dấu cũng mất tới vài tuần. Xung quanh việc thành phố Hồ Chí Minh tự công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông khó triển khai do kế hoạch nội dung chưa có gì rõ ràng trong khi năm học mới đã cận kề. Đầu bếp nổi tiếng người Italia khởi xướng chương trình nấu ăn từ thiện với mục tiêu dùng các thực phẩm thừa từ làng Olympic ở Rio để cung cấp cho người nghèo. Sở hữu dàn diễn viên ít tên tuổi nhưng bộ phim Neve, trò chơi liều mạng thu hút đông đảo khán giả do phơi bày mặt tối của mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại. Thưa quý vị, như VTC14 đã đưa tin về việc thành phố Hồ Chí Minh sẽ tự tổ chức kiểm tra và công nhận tốt nghiệp cho học sinh cuối bậc trung học phổ thông. Đại diện Sở Dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước mắt thành phố sẽ có 2 phương án. Một là thi theo đề thi của Bộ Dục và Đào tạo và hai là thành phố sẽ tự ra đề thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đồng ý về mặt chủ trương, nhưng lộ trình và cách thực hiện như thế nào thì Sở mới trình và đang chờ Bộ duyệt. Nếu Bộ đồng ý thì thành phố sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2016-2017 này. Vâng, có thể nói đây là tín hiệu tốt cho ngành giáo dục. Song thì nhiều người vẫn băn khoăn là vì đến thời điểm hiện tại, kế hoạch nội dung cụ thể thực hiện ra sao thì vẫn chưa có gì rõ ràng. Trong khi năm học mới thì đã cận kề, cùng với đó là không ít những khó khăn, vướng mắc đã được đặt ra. Vâng, và trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên kênh VTC14 cùng với thầy Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, để lắng nghe quan điểm của thầy trước vấn đề này. Dạ thưa thầy, theo quan điểm của thầy thì đề án thành phố Hồ Chí Minh tự công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông thì đây có là một cái thuận lợi hay không ạ? Và nó có thật sự là một tin vui cho ngành giáo dục của thành phố Hồ Chí Minh? Vấn đề câu hỏi thì tôi cũng nói thẳng luôn vấn đề thế này. Thì thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương mà trong nhiều năm qua, từ trước hay không cho đến hiện nay thì luôn là được đánh giá là một trong những địa phương tổ chức thi nghiêm túc. Cho nên là nếu được Bộ cho phép thành phố tự tổ chức và công nhận tốt nghiệp, tôi thấy là một cái thuận lợi. Bởi lẽ trong quá trình tổ chức thi trong nhiều năm, về phía ngành thì chúng đội ngũ của ngành thì cũng có kinh nghiệm và cái điều kiện về cơ sở chất, trang thiết bị phục vụ cho thi cũng đảm bảo. Và đặc biệt hơn nữa đó là lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh là luôn quan tâm đến các kỳ thi nói chung và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm. Trong đó đó là các sở ngành là cũng có sự quan tâm hỗ trợ rất tích cực và coi đây là cái việc chung của toàn xã hội trong thành phố, chứ không riêng vì ngành giáo dục. Cho nên tôi nghĩ rằng là với những cái sự quan tâm, với kinh nghiệm và trên cơ sở những cái hướng dẫn chỉ đạo của Bộ thì tôi nghĩ đó là một cái những điểm rất là thuận lợi cho thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt nữa là cái việc mà tự tổ chức thi như vậy đó, để mình có thể có những cái đề thi sát với trình độ học sinh, sát những điều mà thầy cô đã giảng dạy học trò, và học trò cũng an tâm
thầy cô cũng thấy an tâm để tham gia kỳ thi. Dạ như vậy nếu đề án này được thực hiện thì đối với sở và cả nhà trường lẫn giáo viên sẽ có những cái thay đổi như thế nào để có thể thực hiện tốt cái đề án này ? Thì rõ ràng cái thi chỉ là cái khâu đánh giá cuối cùng, cái điều quan trọng là cái tổ chức dạy và học như thế nào. Do đó là thành phố sẽ rà lại những cái ưu điểm mà trong quá trình dạy và học trong nhiều năm qua cũng như năm vừa rồi, để từ đó có chỉ đạo để phát huy tiếp và phải thấy những cái hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là những cơ sở nào làm tốt, cơ sở nào làm chưa tốt, để từ đó có cái tập trung để lãnh đạo, để điều chỉnh, để làm sao có sự đổi mới đồng bộ và có hiệu quả. Và có như vậy khi mà ta tổ chức dạy và học nghiêm túc thì mới có kỳ thi nghiêm túc được. Dạ như vậy thì đối với cái đề án này thì theo quan điểm của thầy là cái khó để thực hiện ở đây là gì ? Thưa cô, tuy nói như trên á, nhưng tôi nghĩ rằng á, là bất kỳ việc gì muốn làm có hiệu quả là phải có quá trình chuẩn bị và phải có bước đi phù hợp. Và theo tôi nghĩ rằng cái đề án tự tổ chức thi và công nhận tốt nghiệp á, nó phải đi song hành với cái việc mà thành phố được tự soạn sách giáo khoa. Nhưng theo tôi được biết, đến hiện nay, mặc dù thành phố đã có một số chuẩn bị cơ bản, nhưng cũng chờ cái chương trình khung của bộ, cho nên cái việc tiến hành biên soạn sách giáo khoa cũng chưa tiến hành được, đặc biệt cho khối lớp 12. Vì thế cho nên là nếu có thi thì vẫn thi theo cái sách giáo khoa hiện hành của bộ quy định. Do vậy là nếu mà tổ chức cái thi và công nhận tốt nghiệp trong cái năm học tới này, 2016-17, thì tôi nghĩ thấy rằng nó cũng hơi gấp quá. Thì nên chăng là để có một cái lộ trình thích hợp hơn, khi mà thành phố đã hoàn chỉnh cái việc soạn sách giáo khoa và tổ chức để dạy và học theo tinh thần mới, thì chúng ta tổ chức tự thi và tự công nhận tốt nghiệp, thì tôi nghĩ rằng như vậy nó sẽ có hiệu quả phù hợp hơn. Nhiều người cho rằng thì thành phố tổ chức một kỳ thi riêng để công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thì trong khi cả nước thì vẫn tổ chức kỳ thi 2-1, như vậy thì chỉ làm thêm phức tạp và nhiêu khê bởi các em học sinh thành phố phải tham gia thêm một kỳ thi để xét tuyển đại học. Thì thầy nhận định như thế nào về cái vấn đề này ? Đây là vấn đề mà theo tôi thì cũng có nhiều người băn khoăn, và bản thân tôi cũng thấy băn khoăn. Bởi lẽ trong 2 năm qua là mình bộ cũng đã tổ chức kỳ thi 2-1, có nghĩa là vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào đại học, và từ năm đầu còn có nhiều cái chưa vừa ý, nhưng bắt đầu năm nay thì thấy tương đối cũng khá ổn. Thế trong khi nếu mà năm học tới này mà thành phố Hồ Chí Minh là tự thi và tự công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, mà trong khi 62 tỉnh thành khác là vẫn tiếp tục phải thực hiện hay không, vậy thì học sinh của thành phố mà muốn vào các cái trường đại học có phải chăng là phải tham gia thêm một kỳ thi nữa không? Mà nếu như vậy đó là rõ ràng là cái thời gian tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải thi trước kỳ thi này một khoảng thời gian ít ra cũng cả tháng. Rồi cái thứ hai là sau đó là học sinh là phải tiếp tục ôn tập để thi vào đại học cao đẳng. Và như vậy thì từ cái mong muốn của mình đó, là làm sao giảm bớt các kỳ thi nhưng vẫn đảm bảo thực chất, vẫn đảm bảo cái đào tạo theo đúng mục tiêu, đúng chất lượng và đỡ tốn kém về xã hội. Thế mà nếu mà làm như vậy thì rõ ràng tôi e rằng cái mục tiêu mà tôi vừa nêu như thế là không đạt được. Dạ bên cạnh đó thì đề thi như thế nào cũng là một cái vấn đề, bởi nếu đề thi dễ, tỷ lệ tốt nghiệp cao thì các địa phương khác lại so bì, và nếu như đề thi khó thì tỷ lệ rớt tốt nghiệp lại cao. Thì thầy nghĩ sao về cái vấn đề này ? Đúng, đây cũng là một vấn đề. Là thật ra cái đề thi khó hay dễ, trừ trường hợp nó có cái mức độ chênh lệch thì dễ nhận biết, nhưng còn nếu mà nó có mức độ tương đương thì có người cảm nhận là dễ, có người cảm nhận là khó. Cho nên đây cũng rất là khó. Và đã dùng cái tạm gọi đề thi là thước đo để đánh giá cái trình độ của học sinh sau một cấp học, thì tôi nghĩ rằng nếu mà đo bằng những thước khác nhau thì
rõ ràng thì không sao không tránh khỏi những cái ý kiến này, ý kiến khác. Mặc dù tôi vẫn tin rằng dầu là tự tổ chức thi đi nữa thì thành phố Hồ Chí Minh vốn xưa nay đã nghiêm túc rồi thì vẫn tiếp tục là nghiêm túc, và chắc chắn đề thi thì không thể là ra dễ hơn đề của bộ, theo chủ quan của tôi nghĩ thế. Nhưng mà dầu thế nào người ta có ý kiến vẫn có ý kiến, cho nên đây cũng là một vấn đề khó. Ở phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua thông tin về các sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8. Ngày hôm nay, đêm nhạc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người sẽ diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình được dàn dựng dọc theo một kịch bản văn học xuyên suốt với ý đồ biến thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, có bố cục chặt chẽ, phong cách sang trọng, nội dung đậm chất nhạc Hàn Lâm với các nghệ sĩ quen thuộc như Trọng Tấn, Anh Thơ, Việt Hoàn, Thanh Thanh Hiền. Việc dàn dựng sân khấu công phu cũng không nằm ngoài mong muốn tạo sự thăng hoa cho các nghệ sĩ biểu diễn để đưa khán giả đến với những giây phút lắng đọng và đầy cảm xúc trong đêm diễn. Chương trình hứa hẹn vừa đảm bảo yếu tố nghe, vừa đảm bảo yếu tố nhìn của khán giả và cũng thỏa ước nguyện của người nghệ sĩ. Ngày hôm nay là ngày cuối để các thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông của mình về các trường đại học cao đẳng mà mình đã đỗ. Nếu các thí sinh không nộp giấy chứng nhận thì coi như không có nguyện vọng học và trường sẽ tuyển bổ sung nếu cần. Sau ngày này, những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu sẽ được phép công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc trúng tuyển nhưng không nộp giấy chứng nhận kết quả thi cần theo dõi thông tin tuyển sinh bổ sung trên các trang thông tin điện tử của trường để biết chi tiết. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối để Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, Sở Lao động và Thương binh Xã hội Hà Nội tiếp nhận lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn đi xuất khẩu lao động tại số 215 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là đợt đăng ký kỳ dự thi tiếng Hàn lần thứ 11 trên địa bàn Hà Nội. Đối tượng được đăng ký là những người đang cư trú dài hạn, không bị tạm dừng tuyển chọn. Các huyện bị tạm dừng tuyển chọn năm 2016 là huyện Thường Tín, Chương Mỹ, Đan Phượng, Thạch Thất. Ngày hôm nay, ngày hội Abject Open Day từ số 0 hóa thành rồng sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hội là dịp để các bạn trẻ, đặc biệt là các lập trình viên tương lai, nhận lấy cơ hội thấu hiểu bản thân cũng như ngành nghề mà mình sẽ theo học trong tương lai. Thông điệp từ số 0 hóa thành rồng mang ý nghĩa đột phá không chỉ trong suy nghĩ, tư tưởng mà còn thúc đẩy thế hệ lập trình viên tương lai hành động, mang về thành tích cho chính bản thân mình và cả quốc gia, khu vực. Theo các số liệu được công bố bởi WHO, trên thế giới mỗi ngày có gần 800 triệu người đang bị đói ăn, trong đó tỷ lệ đói nghèo ở Brazil chiếm khoảng 5% trên tổng số hơn 200 triệu dân. Nghĩa là mỗi ngày ở quốc gia đang tổ chức Olympic lần thứ 31 này thì vẫn đang có hàng chục triệu người thiếu thực phẩm, thức ăn. Vậy mà trên thực tế, khoảng 30-40% số thực phẩm được sản xuất hoặc là thu hoạch mỗi ngày vẫn đang bị vứt bỏ vì dư thừa hoặc chỉ vì chúng có hình thức xấu. Đây là một sự lãng phí rất lớn và không đáng có. Tiếp nối thành công sau sự kiện tận dụng được 15 tấn thực phẩm thừa trong triển lãm Milan World Expo năm 2015, đầu bếp nổi tiếng ở Italia là ông Massimo Bottura đã khởi xướng một chương trình nấu ăn từ thiện với mục tiêu là dùng các thực phẩm thừa từ làng Olympic để cung cấp cho người nghèo đói. Nhóm đầu bếp của ông Bottura đặt mục tiêu nấu 5.000 suất ăn hàng ngày từ số thức ăn thừa lấy ở làng Olympic tại Rio de Janeiro của Brazil, nơi 11.000 vận động viên của các nước đến tham dự Thế vận hội đang sinh hoạt. Nhóm các đầu bếp quốc tế sẽ chỉ sử dụng các nguyên liệu còn tốt nhưng có thể bị lãng phí nếu vứt đi như trái cây và rau củ có hình dạng không đẹp mắt, hay sữa chua chuẩn bị hết hạn vì chúng chỉ để được trong vòng 2 ngày nếu không được sử dụng. Chúng tôi xem xét mọi thứ và sau đó làm những món ăn dựa theo sự sáng tạo của chúng tôi. Chúng tôi muốn giúp mọi người không bị đói và được tiếp cận thức ăn ngon. Dự án sẽ kéo dài xuyên suốt Thế vận hội Olympic Paralympic, sau đó hoạt động với chức năng là doanh nghiệp xã hội. Doanh nghiệp này cũng sẽ đào tạo các đầu bếp, thợ làm bánh và bồi bàn. Hàng ngày chúng tôi nhận các thực phẩm và lên kế hoạch sử dụng nó. Sau đó ông Massimo sẽ đến và kiểm tra việc chúng tôi làm. Chúng tôi có thể sử dụng mọi thứ và không vứt thực phẩm nào đi. Kể từ khi đi vào hoạt động, các khu nhà ăn miễn phí này đã khiến không khí xung quanh khu phố cổ nghèo khó La Paz trở nên rất khác biệt. Sự kiện này đang thu hút sự chú ý và ủng hộ của vô số người theo dõi Olympic Rio trên toàn thế giới, cũng như vô số lượt chia sẻ và ca ngợi từ đông đảo người dùng mạng.
bang Boquerón, địa danh thuộc vùng biên giới của Paraguay, giáp danh với Argentina, đã và đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 19 năm qua. Và như một hệ lụy tất yếu là nhiều giống loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Hạn hán nghiêm trọng đến nỗi một nghĩa địa cá sấu đã hình thành do nước sông cạn kiệt. Những hình ảnh này được ghi lại tại con sông lớn nhất chảy xuyên qua bang là sông Pio Pincomayo. Dòng sông này đã trở nên khô cạn, không còn lấy một giọt nước. Tôm cá, các sinh vật sống trong nước tất nhiên không thể thoát được kiếp nạn khủng khiếp này. Khủng khiếp hơn là những con cá sấu khổng lồ cũng không còn đủ sức để chống chọi lại với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Hàng trăm con đã chết khô, lo ngại việc di chuyển nhân tạo này có thể khiến môi trường sinh thái trong lòng sông mà đàn cá sấu di chuyển đến bị thay đổi. Tuy vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đây chính là biện pháp không thể tốt hơn. Trong những chuyến đi xa mỏi mệt, bạn chỉ muốn chợp mắt đi một chút, nhưng mà tư thế ngủ trên ghế là quá khó chịu để có được một giấc ngủ ngon. Nắm bắt được điều đó thì Paula Blankenship đã cho ra đời một chiếc võng, không phải dành cho bạn mà là dành cho phần đầu quý giá của mình. Sản phẩm này có tên là Notepod. Nó được ra đời để đáp ứng giấc mơ của những người vì lý do nào đó mà thường phải ngủ ngồi. Thiết kế đặc biệt của võng này sẽ giúp đầu của người dùng được giữ ở vị trí thẳng, đồng thời hạn chế thấp nhất đau cổ và đau cơ các vùng xung quanh, do lúc ngủ đầu bạn nghiêng qua các tư thế không tốt. Chất liệu chủ yếu của Notepod là bọt xốp và vài sợi dây để gắn vào phía sau ghế, cung cấp chỗ để đầu và cố định đầu người dùng. Tuy nhiên, thiết kế của nó có phần không được hoa mỹ cho lắm, nếu không muốn nói là khá dị hợm khi nhìn vào. Dù phần dây được thiết kế để không che đi màn hình ở ghế sau, trên xe hơi, nhưng thực tế sử dụng thì chắc sẽ có phần khó chịu cho người ngồi sau, và sẽ không loại trừ khả năng bị một ai đó kéo khiến bạn phải thức giấc. Trên Notepod được trang bị một khóa có khả năng tháo rời dây ra khi có va chạm đột ngột. Điều này là để đảm bảo đầu bạn không lìa khỏi cổ khi có tai nạn lúc đang ngồi trên xe. Nhìn chung thì ý tưởng rõ ràng là khá hay, tuy chưa biết nó có thật sự hiệu quả khi dùng hay không, nhưng có lẽ những ai thường ngủ gật trên chuyến đi xa sẽ rất thích nó. Dự kiến sản phẩm sẽ đến tay khách hàng vào tháng 10. Esala Pehera là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất của Phật giáo Sri Lanka. Lễ hội được tổ chức một năm một lần và năm nay thì lễ hội được diễn ra từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 ở Kandy, cách thủ đô Colombo khoảng 130 km. Và đây là dịp để người dân và du khách chiêm ngưỡng xá lợi răng Phật. Vì theo truyền thuyết thì xá lợi của Đức Phật được chia thành nhiều phần, trong đó có chiếc xá lợi răng được giữ ở Sri Lanka. Esala Pehera là một lễ hội Phật giáo bao gồm những điệu múa và voi trang trí lộng lẫy. Các vũ công trong những bộ trang phục đầy màu sắc, các tay trống và những chú voi được trang điểm để làm cho lễ hội tăng phần hấp dẫn và nhớ mãi. Hoạt động nổi bật của lễ hội là màn diễu hành, rước tháp xá lợi, răng Phật mỗi ngày tiếp đón gần 10.000 du khách. Nhưng số lượng du khách đến đây sẽ gấp từ 2 đến 3 lần trong dịp lễ diễu hành khi tháp xá lợi được mang ra. Sau Now You See Me 2 thì tháng cuối của mùa phim hè năm nay, khán giả sẽ được gặp lại nam diễn viên trẻ Dave Franco, em trai của James Franco, đóng cặp cùng Emma Roberts trong một tác phẩm tâm lý ly kỳ khác có tên Nev, hay còn được biết đến với tựa tiếng Việt là Trò Chơi Đoạt Mạng. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Ăn Khách của tác giả Jean Rian. Mặc dù sở hữu dàn diễn viên ít tên tuổi, nhưng mà bộ phim đang thu hút vì phơi bày mặt tối của mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, trẻ em trong các khu nhà ổ chuột là những đối tượng dễ bị tổn thương bởi các em không chỉ phải sống trong môi trường ô nhiễm tạm bợ mà còn phải hàng ngày làm các công việc vất vả, kể cả việc nhặt rác để kiếm tiền giúp gia đình. Tuy nhiên, cái nghèo vẫn luôn đeo bám lấy cuộc sống của các em. Và mới đây, một dự án Field of Dreams, tạm dịch là Cánh Đồng Mơ Ước, một tổ chức phi lợi nhuận đã tạo điều kiện để trẻ em ở khu nhà ổ chuột Smoky Mountain tại thủ đô Manila của Philippines được tiếp xúc với môn bóng chày, qua đó thì nuôi ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp và từng bước thoát nghèo.
Fair of Dreams, một dự án của Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ thế giới, GCI, một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động vì mục đích tạo cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ. Dự án này đã thành lập một đội bóng chạy mang tên Smoky Mountain, nơi tất cả các thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 7 đến 18 ở khu nhà ổ chuột này đều có thể tham gia. Các thành viên của GCI cho biết họ nảy ra ý tưởng khi vô tình nhìn thấy vài em chơi bóng chày trên bãi đất trống trong khu nhà ổ chuột với những dụng cụ cũ kỹ mà các em nhặt được. Từ đó họ xin phép xây dựng một sân bóng chày và vận động các doanh nghiệp tài trợ các dụng cụ thể thao cần thiết đến cho các em. JCI cũng huy động được một số vận động viên bóng chày đã nghỉ hưu để huấn luyện miễn phí cho các em. Vượt qua những khó khăn, nhiều thành viên đội bóng chày Smoky Mountain đã gặt hái được nhiều thành công ở một số giải đấu trong nước. Một số em còn nhận được học bổng và học ở các trường thể thao trong và ngoài nước. Từ đó tương lai thoát nghèo của các em đang dần được mở ra. Nếu quý vị khán giả là fan của dòng phim lãng mạn hài hước cùng mô típ dịch chuyển thời gian, thì bộ phim Bollywood mới đây Baba Decor với sự tham gia của Siddharth Malhotra và Katya Kaif sắp ra mắt chắc chắn sẽ không thể bỏ qua. Alice ở xứ sở thần tiên từng là cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ thiếu nhi trên toàn thế giới. Câu chuyện về chuyến phiêu lưu tới miền đất lạ của Alice rồi gặp gỡ những nàng công chúa, hoàng hậu, nắm giữ phép thuật xoay chuyển thế giới theo một chiều kích khác và từng hấp hồn không ít các bạn nhỏ đam mê chuyện cổ tích. Vâng, và bộ phim điện ảnh chuyển thể của Disney từng gây sốt trên toàn cầu, tại thời điểm định dạng 3D còn gây nhiều tò mò cho công chúng. Nhưng phải 6 năm sau thì hãng phim mới trình làng phần tiếp theo mang tên là Alice Through the Looking Glass, tự Việt là Alice ở xứ sở trong gương, xoay quanh chuyến dấn thân tiếp theo vào thế giới không tưởng của nàng Alice Kanda. Thứ ngôn ngữ điện ảnh đầy màu sắc và âm thanh theo tinh thần Disney xuất hiện ở ngay trường đoạn mở đầu bộ phim, màn rượt đuổi ngoạn mục giữa con tàu của Alice và toán cướp biển. Nó có thể khiến người xem xúc động nhớ tới thế giới màu nhiệm trong Alice in Wonderland cách đây 6 năm. Câu chuyện bắt đầu như đúng tựa đề bộ phim thông qua một tấm gương. Alice tìm lại được những người bạn lưu lạc năm xưa, còn khán giả như tìm lại được hình bóng của một bộ phim tuổi nhỏ. Alice gặp người bạn làm nón, Matt Hatter, trong tình cảnh khốn cùng, lắng nghe câu chuyện về cuộc đời của anh và quyết định ra tay giúp đỡ thêm một lần nữa. Theo mô típ chuyện cổ tích, Alice ở xứ sở trong gương được kể lại khá mạch lạc và dễ hiểu đối với khán giả nhí. Tinh thần xả thân vì bạn bè, đề cao gia đình vẫn là chủ đề xuyên suốt được Disney phát huy từ tuần trước. Alice ở xứ sở trong gương kết thúc trọn vẹn và tốt lành như bất cứ câu chuyện cổ tích nào mà Disney từng chuyển thể. Có lẽ đây chính là thời điểm hợp lý nhất cho cô nàng Alice sau chuyến hành trình kéo dài 6 năm trên màn ảnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.